Chào các bạn, sau đây cô sẽ cùng với các bạn trả lời câu hỏi C1 sẽ khoa vật lý lớp 12 trang 184. Để bài hỏi như sau. Hãy giải thích rõ hơn bảng 36.1. Bảng 36.1 cho chúng ta thấy sự khác nhau giữa phản ứng hóa học và phản ứng hạt nhân. Cô đã lấy một cái ví dụ rất là cụ thể đối với một phản ứng hóa học và một phản ứng hạt nhân cho các em thấy cụ thể hơn về cái sự khác nhau giữa chúng. Về nội dung đầu tiên, biến đổi các phân tử, biến đổi các hạt nhân. Như phản ứng em cũng có thấy, chúng ta có kim loại kiềm tác dụng với axit tạo ra muối mới và khí hydro. Trong hạt nhân của chúng ta thì từ hạt nhân heli và nitơ đã biến thành hydro và oxy. Vậy thì nội dung đầu tiên của chúng ta đã được giải thích tương đối là kỹ với từng ví dụ cụ thể. Tiếp theo, bảo toàn các nguyên tử, biến đổi các nguyên tử. Các em để ý, tất cả các nguyên tử của chúng ta trước và sau phản ứng đều còn nguyên, đều không thay đổi. Ví dụ, natri, thay vì ở trước phản ứng nó đang đứng một mình, thì lúc sau nó được kết hợp với clo để tạo thành một muối mới, nhưng nguyên tử này không hề thay đổi. Đối với HCl cũng vậy, vẫn còn nguyên Cl và hydro. Còn đối với phản ứng hạt nhân thì hạt nhân heli và hạt nhân nitơ đã được thay thế hoàn toàn bởi hạt nhân hydro và oxy. Về nội dung thứ ba, bảo toàn khối lượng nghỉ, không bảo toàn khối lượng nghỉ. Đối với phản ứng hóa học của chúng ta, một trong các định luật bảo toàn mà các em có thể sử dụng để giải các bài tập hóa học đó là định luật bảo toàn khối lượng. Khối lượng trước và sau phản ứng là bằng nhau. Đối với hạt nhân, ở đây chúng ta thấy là khối lượng nghỉ sau phản ứng chắc chắn là đã lớn hơn khối lượng nghỉ trước phản ứng vì đây là một phản ứng thu nhiệt. Các em sẽ biết điều này cụ thể hơn về năng lượng của phản ứng ở mục 3 nhỏ. Chúng ta sẽ học ở phần 3 la mã. Như vậy, cô và các bạn có thể trả lời câu hỏi C1 này như sau. Đặc điểm thứ nhất, biến đổi các phân tử. Chúng ta có natri, HCl biến thành NaCl và hydro. Biến đổi các hạt nhân. Chúng ta có từ heli và nitơ, chúng ta biến thành hydro và oxy. Tiếp theo, chúng ta có bảo toàn các nguyên tử. Chúng ta vẫn còn trọn vẹn natri, HCl và hết rồi ạ. Tiếp theo, đối với hạt nhân, chúng ta có biến đổi các nguyên tử. Đây là điểm khác biệt. Heli và nitơ cũng đã biến thành H và O. Chúng ta có nội dung cuối cùng, bảo toàn khối lượng nghỉ. Tức là M trước phản ứng bằng M sau, không bảo toàn khối lượng nghỉ. Tức là ở đây đối với phản ứng mà cô lấy ví dụ thì chúng ta có M trước lớn hơn M sau. Như vậy câu hỏi C1 đến đây là kết thúc.